Nằm ở bảng G cùng với Thụy Sĩ, Serbia và Cameroon, Brazil được đánh giá là ứng viên lớn nhất cho ngôi vị nhất bảng sau những gì mà đoàn quân của huấn luyện viên Tite đã thể hiện trong thời gian gần đây. Đội bóng xứ Samba đã có một chiến dịch vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ thực sự hoàn hảo với thành tích là bất bại. Sau 17 trận đấu, Brazil giành 14 chiến thắng, 3 trận hòa và có được 45 điểm. Trong lượt trận giao hữu gần đây nhất gặp Tunisia vào hồi cuối tháng 9 vừa qua, Brazil đã đè bẹp đối thủ với tỷ số 5-1 để nối dài mạch trận thắng liên tiếp lên con số 7. Với chuỗi trận ấn tượng như vậy thì đội bóng áo vàng xanh không chỉ được kỳ vọng giành ngôi đầu của bảng G mà còn nổi lên như ứng viên số 1 của ngôi vô địch World Cup 2022. Sau 20 năm kể từ chức vô địch World Cup 2002, người ta mới thấy một đội tuyển Brazil hừng hực khí thế với những cầu thủ đẳng cấp thế giới đồng đều ở mọi tuyến, và Serbia chính là thuốc thử đầu tiên của ứng viên vô địch năm nay. Trong khi đó, Serbia hứa hẹn sẽ trở thành hiện tượng ở World Cup với dàn cầu thủ xuất sắc, đặc biệt ở hàng tấn công, với bộ đôi tiền đạo đang được cả châu Âu theo đuổi là Mitrovic và Vlahovic, cùng những ngôi sao kinh nghiệm đang thành danh như Kostic, Jovic hay Tadic. Serbia sẵn sàng chứng minh họ đến với giải đấu này là để giành danh hiệu. Brazil là một trong những đội bóng có giá trị chuyển nhượng cầu thủ cao nhất tại World Cup lần này. Trong thời gian qua, huấn luyện viên Tite đều sử dụng đội hình siêu tấn công với 4 tiền đạo. Rất có thể trận mở màn sẽ có sự góp mặt của cả Neymar, Vinicius, Rafinha và Richarlison. Đội hình Serbia đến World Cup 2022 đang được các chuyên gia đánh giá rất cao. Trên hàng tấn công, bộ ba Aleksandar Mitrovic, Luka Jovic và Vlahovic đều là những tiền đạo chất lượng và hứa hẹn sẽ phá nát bất kỳ hàng phòng ngự nào tại bảng G. Neymar vẫn là ngôi sao đáng chú ý nhất của Brazil. Anh đang tỏa sáng rực rỡ trong màu áo của câu lạc bộ Paris Saint-Germain và chắc chắn tiền đạo sinh năm 1992 là cái tên nhận được nhiều sự kỳ vọng nhất trong đội hình của Selecao nhằm tìm kiếm chức vô địch World Cup sau 20 năm chờ đợi. Bên phía đội tuyển Serbia, đó là Dusan Vlahovic, tiền đạo đang khoác áo Juventus sẽ là cái tên rất đáng xem ở trận đấu tới. Vlahovic đã có được 8 bàn thắng sau 16 trận khoác áo đội tuyển. Anh cũng là mẫu cầu thủ có thể chơi độc lập và Brazil chắc chắn sẽ không thể rời mắt khỏi tiền đạo 22 tuổi này. Hai đội đã từng đụng độ 2 lần trong quá khứ và Brazil là những người có trọn vẹn chiến thắng. Phong độ của cả hai đội tuyển trong thời gian qua đều vô cùng ấn tượng khi đã bất bại cả 5 lần ra sân gần nhất. Ở trận này, Brazil sẽ chấp Serbia 1/4. Trong hành trình đến với World Cup, đội tuyển Brazil đã ghi 40 bàn, trung bình là 2,6 bàn một trận và chỉ để thủng lưới có 5 lần. Điều này cho thấy sức mạnh khủng khiếp nơi hàng công của Selecao. Nếu chơi với đúng khả năng và tập trung, thầy trò Tite hoàn toàn có thể vượt qua kèo chấp này. Tỷ lệ tài xỉu của trận này là 23/4. Cả hai lần gặp nhau trước đó của Brazil và Serbia đều kết thúc với tỷ số từ 2 bàn trở xuống. Mặc dù đang sở hữu hàng công khá mạnh nhưng Serbia vẫn ưu tiên cho lối chơi phòng ngự phản công. Do đó trận đấu tới hứa hẹn sẽ giằng co và xỉu sẽ là sự lựa chọn hàng đầu. Dự đoán của Thể Thao Văn Hóa, Brazil vượt qua Serbia với tỷ số 2-0.